Hello, chào bạn. Chào bạn. Chào bạn đến với kênh Anh Thời Đại TV nha bạn. Rồi, hôm nay mấy đứa muốn quay gì cho các bạn xem nè. Theo em là hôm nay mấy anh em mình đi quay sinh tồn bằng hai tay hai chân nữa đây thầy. Tại vì series này khá là nhiều bạn yêu thích luôn nha. Wow. Ôi mày ơi, quay sinh tồn bữa giờ mệt quá, kiếm video gì xả chết đi mày. Rồi mày tính quay gì xả chết mày? Hay là quay clip đá banh đi. Thôi đi ông nội, đừng quay clip đá banh nữa, nắng chết luôn. Xả chết gì? Hay là mình đi câu cá đi anh em ơi. Rồi câu cá bằng gì mày? Rồi mày không biết đốn hả? Rồi mày thích chả treo không? Tao nói đúng mà, chả treo nào. Thôi tối ngày hai ông cãi lộn hoài à, tôi nói bây giờ nắng muốn chết mà bây giờ đi được chưa? Thôi mấy anh em mình không để các bạn chờ lâu nữa nha bạn. Giờ mấy anh em mình đi luôn nha. Let's go. Trời mấy nắng quá, xịt mới chống nắng dưỡng ẩm lên trời nè. Tha đều ra nha các bạn, thấy được chưa? Đó, tha lên. Khác biệt chưa? Đó, tha đều lên. Ê bạn, ông đang sức gì vậy? Đang sức kem chống nắng nè, bữa nay tem mình đi câu cá mà. Bữa nay trời nắng nữa, phải sức chống nắng cho dưỡng ẩm cho da chứ. Tôi xin miếng rồi. Thôi, ông đen lắm, sức chi uổng kem chống nắng của tôi chứ gì. Chưa ích kỷ vậy? Vậy em sức nhanh đi, còn đi quay nữa kìa, mấy kia đợi ngoài kìa. Ừ, đi ngoài trước đi, để đi thì đi. Giờ mấy anh em mình sẽ chặt rừng cây làm mình công nha các bạn. Mình với mấy anh em mới lựa được cây mình công rồi nha các bạn. Nhìn khá là suông luôn. Bây giờ mình sẽ chặt cái cây này về làm kiểu như là làm cần câu á bạn, để câu mấy con cá dưới hầm nha. Rồi về mấy anh em quay cho các bạn xem nha các bạn. Mấy bạn đi chặt chút á thì mấy bạn lựa mấy cây già già mà màu sẫm sẫm như vậy nè, nó mấy già nha các bạn. Còn mấy cây non non là các bạn giật cá là nó bét rồi. Giờ mình sẽ chặt nha các bạn. Nha các bạn, giờ mình sẽ lựa một trong hai cái này nha. Tại sao? Tại vì mấy thanh niên kia không có y quy giống mình. Tại sao mình phải chọn mấy chặt mấy cây này các bạn? À, lấy một trong hai cây nè. Cái thẳng văn nè các bạn thấy không? Giờ mình câu á, dính toàn cái bự luôn. Mấy thanh niên kia chặt một góc chi cho nó chạy ta chạy trứng bạn. Giờ sẽ đi nè. Bạn trời ơi, câu của anh đâu? Đây, các bạn thấy không? Mấy người này đâu có đủ IQ mà lựa được cây cần câu bự như vậy. Câu cá hải tượng, cá mập còn câu được, huống chi mấy con cá dồ, cá gô. Trời. Hãy thiệt các bạn ơi. Cần câu gì không chịu chọn đâu, đi chọn mấy cần cục cục vậy á bạn. Mình cũng không biết anh nghĩ sao luôn bạn ơi. Câu mình cũng xong rồi nha bạn. Giờ mấy anh em mình đi tóm lưỡi vô đi câu nha. A few moments later. Sau khi mấy anh em mình chặt chút về thì mấy anh em mình mua thức ăn rồi nha các bạn. Giờ mấy anh em mình sẽ chọn nha. Thức ăn thì mấy anh em mình mua bịch không có các bạn à, cho nên là mấy anh em mình mua thức ăn bao luôn các bạn. Nhưng mà mua một vài ký thôi chứ không phải mua nguyên bao nha. Nguyên bao chắc câu tới Tết luôn. Còn cái này thì giờ mình sẽ đổ ra một nửa nha. Thức ăn này là dành cho đủ loại cá luôn các bạn. Dạ luôn. Được rồi thằng ngu. Rồi. Niên này câu hao lắm bạn ơi. Như đây là đủ rồi, còn dành cho đặt sau nữa nha bạn. Rồi, cái này thì các bạn chế nước lạnh hay nước nóng gì cũng được. Nhưng mà theo mình là mình chế nước nóng cho nó nhanh ra nha bạn. Tại vì cái hộp này nó rất là cứng luôn. Chế vô anh Hoàng. Chế hết luôn như lớp hay vậy? Từ từ thôi. Đem một câu của mấy chú anh rồi. Rồi, nhảo rồi, nhảo tán cái bóp liền. Đó, vậy là ok rồi nha bạn. Rồi, chọn đi. Rồi nhảo rồi anh Hoàng ơi. Đụng cho thử là nóng không? Thôi nói vậy cũng đụng vô nữa bạn. Để miếng cái này chưa đủ đâu bạn ơi. Giờ anh em mình sẽ tấm lưỡi câu cá sấu các bạn. Lâu câu cá giò các bạn. Đúng rồi bạn. Nãy mình đi mua cái này có chú kia nói là cái lưỡi này sẽ câu được cá khoảng 2 kg mấy 3 kg các bạn. Wow, nãy mình vô quán mình hỏi là chú ơi có bán lưỡi câu cá sấu không chú? Cái chú nói là có bán lưỡi câu cá giò không à con ơi. Dạ. Mày nhớ không? Hồi nãy nó cãi đi. Hồi nãy Cốt nói mà. Nãy Cốt nói tôi đậu xe. Cốt đã hồi nãy tôi đâu có kêu đâu. Bởi vậy các bạn thấy không? Hai thằng âm binh xuất sinh đầu đình tứ phủ này ăn rồi tối ngày chứ lộn hoài. Bởi vậy đâu bao giờ đi chơi chung được. Ê gì kìa? Chị nói gì vậy? Tôi đá bể cái nền của chị luôn giờ nè. Tin không? Hả? Trời trời, thằng này bữa nay gan tao đá mày bay cái nết luôn bây giờ nè. Rồi đừng có lỡ câu dính vô quần nha anh em.
Rồi bây giờ đìa này thì mấy anh em mình sẽ câu đìa này nha bạn. Đìa này đặc biệt có rất là nhiều loại cá nha. Nào là cá chê nè, cá dồ nè, cá tùm lum hết trơn. Mà đặc biệt là chỉ có cá cá phi thôi nha bạn. Cá phi nó nhiều lắm nhưng mà mấy con cá kia mình không biết ở đâu luôn. Giờ mình sẽ bóp mồi vô nè. Đó, mọi các bạn bóp cục nào cục nấy chàng con mắt vậy đó bạn. Bóp đại vô, con cá nó lội ngang nó thấy là nó vô nó táp một cái rồi gỉ xuống ha, mình giật lên một cái trời ơi trời đứt lưỡi. Tại vì... con cá mười chục ba luôn vậy đó con ơi. Vậy thì con ba đứt lưỡi con nè, nó phát hợp đứt luôn vậy cá mà. Cảm ơn cực cần công nè, thiệt không đứt con ơi. Trời ơi trời ơi trời ơi trời bóp hồi bự vô chết à. Lần nào mình phải lụm đi con cá 3-4 kg nha bạn. Tại vì ở dưới đây hồi trước các bạn thả cá dồ đồ này kia nhiều lắm nha, nhưng mà nè, tầm cỡ chừng cả năm rồi các bạn ơi. Coi nè, nó chìm một phát mồ hôi mình gật lên một cái nó gỉ mình xuống sông luôn. Cái phao đâu tiêu tiêu nó lội mất tiêu rồi chú hồi coi chừng nó chổng cái phao lên chịch luôn mà. Nè bây giờ mình quăng cần câu cá 2-3 kg nha các bạn. Chết rồi trời, để quăng cái cần xuống. Dục miếng cần câu xuống nào. Dục miếng cần câu xuống nào. Đúng rồi. Đó. Đó, nó giật rồi đó, nó thấy nó ghẻ chưa. Từ từ để chừng nào đứt lưỡi câu á mình hắn giật lên. Chừng nào đứt lưỡi câu á mình hắn giật lên. Lúc nào tới mấy mức đỏ là giật lên được rồi đó. Sao nó không xuống cần nè. Rồi. Ok. Rồi em cũng xuống cần luôn nha thầy. Giật đến ba giật. Chưa, thấy năng không kìa. Đó, đó, đó. Ba giật chạy lên ba. Chưa. Nè, chưa. 1 2 3 giật. Nãy xảy một lần không để nhảy lần thứ hai đâu các bạn. 2 3 giật. Chưa. 1 2 3 giật. Chưa rồi. Giật. Chắc mà ơi té. Giật chạy lên ba. Trời ơi, bà nội này bà quằn hoài. Đó là. Giật chạy lên ba. Kìa. Đó. Đó, 1. Ủa, chín cá kìa. Ủa. Sao cá nó ăn cái này dưới nè các bạn. Thấy sao? Đồ. Đó mà. Hay chà. Dữ á. Ba đứa bay tủ con ngang con luôn. Thấy chưa? Mà lên một con nha bạn. Rồi lên một con luôn. Rồi bỏ ra cho khác nha. Có dỗ để không em? Cái này là cá phi nha bạn. Đầu lao, cá thịt đường. Cá sống con. Rồi con nè. Của em nó mới vừa ghẻ luôn nhưng mà hết tiêu rồi. Có không? Có, mới vừa ghẻ chủ chứ tao chứ luôn. Em vào chổng cái này luôn nè, cái nó chuyện xuống luôn. Đâu. Kìa. Thầy của em đang ăn nè thầy. Từ. Nó kìa. Nó kìa. Quay cho bạn xem của em đang ăn nè thầy. Rồi. Em giật đi. Qua đây của em đang ăn chuẩn bị chìm phao rồi. Thầy. Đâu? Đó nè. Đó, cái em thích chìm phao rồi đó. Hồi nãy tụi em nặng 2 cục mồi là tới mức đỏ đó luôn. Chìm thôi thầy, thấy đứng im không? Chưa, từ nó mới ăn, nó mới vừa bỏ ra. Chúng ta không có động tĩnh gì luôn. Mày để im nó đây xíu, cá bự lại cắn câu đó. Ăn không thận? Ăn rồi. Nó ngồi luôn thì trời nói thì. Đó của mình nó sắp ăn rồi nha bạn. Các bạn thấy màu đỏ đỏ không? Trước hồi mình nó... đó. Đó thầy thấy không? Em nói rồi hà. Ơi của ta đang ăn nó nè. Đó từ từ nha. Cái này là câu trong đìa nha bạn, cho nên là nó dễ, cá nó ăn nhanh lắm chứ không phải như ngoài sông mà. Nó không có ăn. Đứa nào? Đó. Đó bạn thấy chừng chủng chủng phao không? Vậy nào mà lúc cái màu đỏ đó đó bạn. Mất tiêu cái cục phao luôn là giật mới dính nha. Nó dễ hơi các bạn giật là nó không bao giờ nó dính nha, tại vì nó mới dễ thôi. Ăn nhanh đi con. Đó, đúng rồi. Cái này cá nhỏ rồi bạn ơi. Gặp chúng mấy con cá lớn là táp bọc là nó mất đi cái cục phao luôn. Có kìa. Nhìn ghẻ rồi đó. Sao nó nghĩ vậy hết ta? Nó ghẻ kìa. Lúc phao mới giật được. Từ lúc phao rồi giật liền nha. Cái nhỏ gì á? Cái móc mồi gì nhỏ thôi, móc mồi gì vừa thôi. Móc cỡ con cái vậy. Rồi móc kia luôn rồi tại. Cái gì nữa? Ôi. Wow.
Ủa cái gì vậy? Này cá rô phi hả? Đúng rồi. Thấy chưa? Ủa cá phi bự kìa bạn ơi. Chở mày để tao. Tao mày luôn. Tao mày luôn. Đúng rồi. Rồi gỡ đi, gỡ đi, gỡ đi. Quá chứ nhiều không? Rồi gỡ. Cá này chắc tầm ký anh ta, nửa ký. Nửa ký ha. Nó bự quá à, sao không được thẳng lên. Ơi, bự cả bằng tay hay luôn nè. Ờ. Đó, cho ta ăn trước nè. Thầy chậm em ăn trước nè. Của tao á. Đó, của mình luôn. Của mình là đó. Của mình là cái phao này nè các bạn. Đây nè, của thằng Trọng là cái phao này nè, của thằng Trọng là cái phao này nè. Còn của mình là cái phao này. Trời dính luôn kìa bạn. Ủa? Luôn kìa. Không sao, đó của mình chuẩn bị ăn rồi nhé các bạn. Giật một cái là con cá mười mấy ký, trời ơi trời. Dễ cầm. Cái lưỡi được có 2 ký. Em giật một cái nha, là cái đọt đó nó nhỏng xuống tới dưới đây luôn nè. Liệt luôn. Còn hai niên, chỉ làm gì cả. Đó. Chút hồi mà tao câu dính cá bự phải không là mày bực dục cần câu này luôn nha. Mày cầm cần câu này tao phóng xuống. Cho con cá lên. Trời tao mà. Ủa sao thuận câu dính người ta mà không dính ta? Của tao đang dĩa rồi. Tập trung cần cái đầu lạnh nha bạn, đừng nói chuyện gì hết á. Nãy giờ tao thấy tao mày nói chuyện nhoi đó. Không sao đâu. Ê, chỗ tao mà hai bay rảm gì vậy? Ủa mày câu ơi, ra chỗ mấy tao kìa. Mày, chỗ này tao dành nãy rồi mà. Ở chỗ đi mày ơi, mệt quá à. Đó, tao chưa nghe mày cậu, mày chưa nghĩa. Rồi, của tao trước đó, của tao trước. Tao chưa nghĩa luôn mày. Của tao chưa nghĩa trước rồi đó. Đó, nhịp nhịp phao thấy không. Cục màu đỏ đỏ nó giật xuống một cái giật cái tực. Lên con cá mười mấy ký cho nó biết, giải vô cái mặt nó cái chét. Lên cá lồng tông. Coi nè, đó đó, là của mình đó bạn. Rồi, chuẩn bị giật nha. Trọng đếm đi Trọng. Không. Một nữa đi. Hai nữa. Hai nữa. Hai nữa. Ba. Có ăn đâu giật mày. Giật. Từ từ. Đó đó. Đang miết các bạn ơi, đang miết từ từ nha. Đâu. Ủa cái gì vậy? Được con cá rô. Chà bá luôn. Cá rô có trứng luôn nè, thấy không các bạn, làm chỉ các bạn nha. Bạn thấy cái bụng nó không? Cái bụng nó bự như bụng mình á, là nó có bầu nha các bạn. Mình có bầu còn nó có trứng. Bụng có bầu không? Để kêu thoại mèo gỡ, còn mình không gỡ. Tại mình biết câu không? Thanh niên này câu được 3 con cá rô phi với con cá rô nha các bạn. Gì đó? Gì vậy? Ôi, con cá gì vậy kìa? Em được một con cá phi nữa nè. Ồ, cái rô phi này hơi nhỏ. Đây là một con cá giò luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi. Đá con cá này ra đi. Quay cá em thôi, cá em xịn mà. Ủa cái giò bự kìa, bự cỡ cầm tay luôn. Đúng rồi. Đâu cho các bạn xem coi. Nha các bạn. Cỡ cầm tay luôn kìa. Mở không luôn. Rồi bỏ vô đi. Coi chừng, những táp đó. Được không? Được hả? Okay. Rồi, vô. Ủa được 5 con luôn nè. Đủ ăn rồi mẹ ơi. Chết con mình kịp chưa? Con nhỏ này chết với em. Mày bước lên coi. Mày thấy ai đang câu hỏi không? Mày ngồi đó mày chọc cái liềm kèm. Mày giơ tay lên coi. Giơ tay té không nội ơi. Rồi giơ hai tay lên được mày. Nè. Mày dục cái cần câu coi. Con té. Tại sao mày thấy tao đang câu hỏi mày ngồi mày đặt cái liềm kèm hả? Thấy mình hay gì ta? Thôi kệ đi. Rồi cái mày đi vô chưa? Đi vô vô. Con nội lạnh gì trời. Chín con cá rồi anh em ơi. Wow. Cá bự kìa. Bây giờ mày
con này hơn. Nãy giờ hình như được chục con hay đó. Wow. Đừng quá trời luôn. Thầy để em. Thầy đi ra để em bỏ em câu cùng mò này mà không dính là em các em thua cái gì cũng thua. Hả? Giờ quăng xuống là nó gị một cái ha. Khỏi nói luôn. Mồi kìa trời ơi trời ơi. Chứ sao em mà. Nè bắn không được, nếu nó mà không lên là em lấy cái súng của em bắn nó luôn. Em dắt sẵn rồi đó. Thầy biết rồi chứ vậy. Bắn cá luôn. Đúng rồi. Còn thằng ngồi kế bên em mà chống ha là em rút súng ra. Đó đó thầy thấy không? Đó đó nó giật nó chìm rồi đó. Đi giật đi. Không, tại con mồi nặng quá. Tại con mồi nó nặng. Ủa sao con mồi nặng mà sao nó không đứng cục pha được trời. Đó giờ nó đứng rồi đó. Ủa chìm như sao cấu. Không nhưng mà con cá bự loại ngang nó ăn một cái là lút xuống luôn. Đó 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 đó. Nó có nước em xuống bắt nó luôn. Ủa sao kỹ trời. Nó ăn tới sáng mai luôn. Thiệt luôn á. Em rảnh quá em ơi. Hay đổi cục đi. Đổi cục đi. Sao cục. Em hay gai dẻ quá. Chứ bị cái gì. Rồi mất tiêu hết mồi luôn rồi. Rồi của em hết mồi luôn rồi. Hết mồi luôn hả? Chán thiệt. Câu nghĩ lâu việc luôn. Câu nãy giờ sáng giờ mình không dính con gì luôn các bạn. Không dính con nào luôn. Em cũng vậy luôn nè. Từ sáng giờ không biết sao mà hai thằng cứ đi tới đi lui hoài luôn không có con gì hết á. Cái ông nội này sát cá quá bạn ơi. Em biết sao không dính rồi đó. Sáng giờ nói chuyện với chị Hoàng nhiều quá nên xui. Không, chắc là lây cái bệnh hôi nách cái gì á. Hàng chỉ xui là phải rồi. Cái gì cũng hôi á. Đúng rồi. Đứng cặp cổ á. Hôi thiệt chứ. Vậy cái đi câu cá hồi sáng giờ không dính vậy luôn. Mà đi còn té lên té xuống nữa chứ. Chị Hoàng cũng câu dính cá mà. Nhưng mà chị Hoàng lây xui. Chị Hoàng nhưng mà chị Hoàng xui. Bởi mấy đứa này ăn nói xà lơ quá các bạn. Thôi chết luôn á thôi. Còn mình đi hồi nãy mình đi đánh đâu các bạn cái mình lại mình câu không dính con nào luôn. Nãy đi ải chĩa xả xui á các bạn bởi vậy câu đâu dính con nào đâu. Đúng rồi. Tại vì nãy mình đựng đi mình gán nhịn là giờ được quá trời cá rồi các bạn. Là nó ra quần luôn á. Nó ra quần tại chỗ. Câu cá này cũng tiện thiệt luôn á bạn. Các bạn thấy không? Không cảnh hữu tình mà ở đây còn có mấy gốc mít nữa. Đặc biệt là ở bên mé tay phải của mình là có nguyên một cái cây cầu tiêu luôn nha các bạn. Hai thằng nói với mình xíu đi, nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đúng rồi. Câu khi nào mà anh em mình mắc vệ sinh là vô luôn đúng không? Trời ơi. Quá vậy. Quá xả chết luôn. Phía dưới bên tay phải của mình ở xéo xéo của mình là có nguyên một cái hàng dừa luôn nha các bạn. Khi nào khát nước là anh em mình trèo lên uống, bẻ xuống uống đúng không? Còn trước mặt của mình á đó chính là phong cảnh thiên nhiên. Có nhà nè, bụi tre đồ nữa các bạn, nói chung là mát mẻ nha. Rồi thì bây giờ mình trời văng nước tùm lum. Cái gì bạn? Đập gì vậy? Cái này sẵn rồi. Em đập cho nước lên mặt cho nó mát. Trời ơi là trời. Nhỏ này thiệt chứ trời. Rồi để vô câu chắc cũng được nhiều lắm rồi đó. Nhiêu con anh thầy? Này trời ơi, quá trời luôn nè. Em câu được 10 con á. Câu được 10 con á. Gì? Câu 10 con. Vậy là 20 con rồi hả? Đúng rồi. Sao đây đâu có tới 20 con? Em với ngỡ câu không à. Đây tầm 7 8 con nè. Hai nó xà lơ. Không phải. Hai thằng đó ở nhà kế bên trạm bơm mà các bạn. Nó nổ hết một rồi không ai chịu nổ. Mình với thằng Thuận câu. Đúng rồi đó. Mình với em Thuận mới đúng. Thằng Thuận là sao? Chị thì chứ. Được nhiều cá lắm rồi nè. Hay là bây giờ mình tổng kết luôn đây. Điểm nè. Điểm đi. Điểm coi được nhiều con rồi. À, có cá dồ nữa hả? Có cá dồ luôn. Nè, một em. Cá bằng bàn tay không nhớ bạn. Đó, hai em. Một em. Hai em rồi đó. Dạ. Hai em rồi phải không? Bài nước mặt thầy luôn. Ba em. Bốn em. Năm em. Sáu em. Ủa, cá dầu luôn. Bảy em. Tám em. Chín em. Mười em. Chín em. Mười em rồi. Đó. Mười là kêu trong miếng Anh là gì ta? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten. Đó các bạn thấy cá đã không các bạn? Mười ten nữa các bạn. Chắc cá này mấy anh em mình đem vô gọng chiều hoa là ngày mai mấy anh em mình chiên ăn bạn ơi. Cá này nó đơ luôn rồi sao mà gọng gì nữa. Hồi nãy hoàng câu cá cầu tiêu nè. Chắc nó ăn nọ quá. Không thì mấy con cá này mấy anh em mình lựa con cá nào còn sống mấy anh em mình gọng các bạn ơi. Còn mấy con cá nào chết thì mấy anh em mình sẽ mần để kho ăn nha các bạn. Mấy anh em mình mần ăn ha. Gọng ok đi. Nhưng mà phải gọng cho nó một hai ngày tại vì ở dưới đây là nó ấy để cho nó thải ra.
Cái gì? Nó chết thì sợ hãi được. Thì mình không thì mình làm khô đúng không bạn? Thôi nói okay. Chung là video của mấy anh em mình cũng hơi khá là dài đó bạn ơi. Mấy bạn muốn biết mấy anh em mình làm những clip tiếp theo thì hãy cho mấy anh em mình xin một like nè, một đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy anh em mình nha các bạn. Bây giờ thì mấy anh em mình đi vô để chiên cá ăn nha. Bye bye mọi người. Bye bye.